Thương Tín mời công an vào cuộc sao kê 800 triệu, Trịnh Kim Chi nói một câu bất ngờ. Bị Thương Tín nói nhập nhằng tiền bạc, Trịnh Kim Chi có động thái đáp trả, tự rửa oan cho chính mình. Tôi muốn bao nhiêu tiền, cứ nói một câu, Việt Hương cho mượn hết. Tang lễ Dương Khánh Hà qua đời ở tuổi 34, tràn ngập hoa tươi, chồng viết tâm thư xúc động. Quý vị đang đến với bản tin chuyện showbiz trên kênh Tin Tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về những drama ồn ào trong giới giải trí Việt. Trước những thông tin gây xôn xao mạng xã hội về khoản tiền từ thiện giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi có động thái làm rõ. Những ngày qua, ồn ào tiền hỗ trợ của Mạnh Thường Quân cho nghệ sĩ Thương Tín gây xôn xao mạng xã hội. Chiều ngày 19 tháng 12, diễn viên Biệt Động Sài Gòn bất ngờ tố nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền bạc quyên góp. Thương Tín cho biết, việc nữ diễn viên giữ lại hơn 250 triệu đồng để mua bảo hiểm cho con gái của ông là không hợp lý, bởi đây là tiền của Mạnh Thường Quân cho tôi chứ không phải cho Trịnh Kim Chi. Mới đây, ông thậm chí tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc để làm rõ các khoản tiền này. Trước đó, Thương Tín cũng phủ nhận các tin đồn cho rằng ông sử dụng tiền quyên góp phung phí không đúng mục đích. Thời nhấn mạnh, ông chỉ nhận được tổng cộng là 130 triệu đồng chứ không phải là 800 triệu đồng như Trịnh Kim Chi đã đưa tin. Nam diễn viên sinh năm 1956 chia sẻ, Trịnh Kim Chi tự ý công khai hoàn cảnh khó khăn của ông mà chưa được sự đồng ý. Ngoài ra, Thương Tín khẳng định bản thân không hề muốn than khổ, không yêu cầu ai đứng ra kêu gọi, nhưng Trịnh Kim Chi tự đứng ra gây quỹ. Trước động thái của đàn anh, Trịnh Kim Chi nhanh chóng có động thái trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ chia sẻ ảnh chụp bản sao kê 3 đợt quyên góp từ thiện cho nghệ sĩ Thương Tín, ghi chú rõ ràng ngày tháng năm. Hoạt động này của bà bầu sân khấu nhằm chứng minh bản thân luôn minh bạch trong việc quyên góp giúp đỡ đàn anh. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như MC Thảo Vân, diễn viên Gia Bảo, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Công Ninh đã lên tiếng động viên Trịnh Kim Chi. Đa số đều bày tỏ sự tin tưởng, mong nữ diễn viên sẽ không vì những lùm xùm này mà buồn bã hay suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó hãy mạnh mẽ và sáng suốt để giải quyết vấn đề ổn thỏa. Trao đổi với chúng tôi về thông tin Thương Tín mời công an vào cuộc để sao kê từ thiện, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bình tĩnh cho biết, cứ mời đi, trên Facebook tôi đã chia sẻ lại hết những khoản tiền kêu gọi, quyên góp vào lúc ấy, anh Tín muốn mời công an thì tôi không hiểu và không biết nói gì. Nữ nghệ sĩ cho hay cô chưa nhận được thông tin chính thức từ phía đàn anh nên sẽ không đưa ra bất cứ phát ngôn nào làm ảnh hưởng đến Thương Tín. Cô cho biết bản thân đều rất sòng phẳng với số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình anh Thương Tín. Đặc biệt, mọi hoạt động cô làm với gia đình anh đều có clip ghi lại, bằng chứng. Nếu thật sự anh ấy nghĩ và nói về tôi như vậy thì buồn lắm. Dù sao thì anh ấy cũng là đồng nghiệp, là đàn anh của tôi nên hy vọng không phải là như vậy, Trịnh Kim Chi chia sẻ. Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa liên lạc được với Thương Tín, số điện thoại của ông luôn trong tình trạng thuê bao không hoạt động. Trước đó, hồi đầu tháng 3 năm 2021, khi nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ bị đột quỵ nhưng không đủ điều kiện kinh tế để chữa trị, khi ấy nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ nhằm giúp đỡ đàn anh. Sau 3 đợt kêu gọi quyên góp, Trịnh Kim Chi thu được tổng số tiền là 406 triệu 756 nghìn đồng. Cô đã giao cho nam diễn viên 100 triệu đồng tiền mặt, số còn lại chi trả viện phí và mua bảo hiểm để lo cho con gái ông đến lúc bé 18 tuổi. Đồng thời vào thời điểm ấy, bà xã của nghệ sĩ Thương Tín còn được MC Phạm Anh giúp đỡ bằng cách mở tài khoản để kêu gọi mọi người quyên góp. Số tiền mà Mạnh Thường Quân quyên góp trong và ngoài nước gửi về khoảng 400 triệu đồng. Như vậy, sau cơn đột quỵ, nam diễn viên đã được quyên góp với số tiền khoảng 800 triệu đồng. Trước đó, chia sẻ với truyền thông, với số tiền 400 triệu đồng trong tài khoản của vợ, Thương Tín dự định sẽ dành 150 triệu đồng làm vốn buôn bán, mở sổ tiết kiệm 100 triệu đồng và còn lại dựng căn nhà nhỏ trên mảnh đất mẹ vợ cho. Tôi không tiêu xài hoang phí. Sau khi nhận tiền, tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất, xây một căn nhà cấp 4 ở quê. Thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu để khi 18 tuổi còn có một số tiền để sinh sống, Thương Tín nói. Trịnh Kim Chi có động thái mới sau khi Thương Tín bị chỉ trích vì vô ơn. Ngày 19 tháng 12, chia sẻ với chúng tôi, Thương Tín bất ngờ nói Trịnh Kim Chi nhập nhằng về tiền bạc. Nam diễn viên nói trước đây, khi kêu gọi ủng hộ, Trịnh Kim Chi có nói sẽ trích tiền ra để mua bảo hiểm cho con gái mình. Sau này, khi thấy có gì đó mơ hồ, ông hỏi về giấy tờ, biết là có đóng, nhưng mới đóng có một năm thôi. Cô ấy nói, đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm, để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu. Hành động này của Thương Tín đã khiến cho cư dân mạng tranh cãi nảy lửa. Trước hành động của Thương Tín, mới đây Trịnh Kim Chi đã có động thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Nghệ sĩ chia sẻ lại bản sao kê trong đợt quyên góp từ thiện cho Thương Tín, đính kèm ngày tháng năm, hành động này của Kim Chi như ẩn ý nói mình luôn minh bạch và đã hỗ trợ nam nghệ sĩ hết mình.
Có lần Việt Hương còn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của tôi, nhưng ngay sau đó nói luôn, anh làm phim đừng căng thẳng quá, thiếu bao nhiêu tiền em chuyển cho, nghệ sĩ Hoàng Mập nói. Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã giành giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh năm 2021 nhờ phim truyền hình Dương Thế Bao La Sầu do nghệ sĩ Hoàng Mập sản xuất. Việt Hương vô cùng sung sướng khi nhận được giải thưởng này. Cô nói, ngay từ khi Mỹ về Việt Nam làm việc, tôi đã chọn làm phim truyền hình cho công ty của anh Hoàng Mập. Cho tới bây giờ, tôi cũng chỉ đóng phim cho anh ấy. Sở dĩ tôi chọn làm cho anh Hoàng Mập vì hầu hết các hãng khác mời, tôi đều không có thời gian, lỡ hẹn này nọ. Họ cứ bảo tôi khó mời quá, riêng anh Hoàng Mập lại luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho tôi quay được thì thôi. Tôi làm phim truyền hình đơn giản vì muốn bà con ở xa thấy mình, đặc biệt là các cô chú dưới quê rất yêu quý tôi, nhưng không có cơ hội thấy tôi. Nhiều cô bác còn gọi điện hỏi cách tôi làm thế nào để bầu chọn cho tôi được giải thưởng ở mảng phim truyền hình. Vì thế, phim truyền hình với tôi là một mảng rất đặc biệt. Tôi rất ngại tham gia phim truyền hình vì phải quay lâu, vất vả. Vì thế nên tôi ngại nhận lời làm phim truyền hình từ các hãng khác. Đó là lý do tôi chỉ nhận lời đóng phim cho anh Hoàng Mập từ khi mới về Việt Nam tới giờ. Nhiều anh chị lớn trong nghề tỏ ý không vui vì mời tôi nhưng tôi không đóng, nhưng cái gì cũng phải có qua có lại. Anh Hoàng Mập rất ưu ái tôi, phim dù quay đến 3 tháng nhưng anh ấy vẫn giữ ưu ái gom cho tôi chỉ quay trong 2 tháng rưỡi. Nhờ đó nên tôi mới đóng phim cho anh ấy được và cũng làm được 5-7 phim với anh Hoàng Mập rồi. Và nhờ tôi đóng phim truyền hình nên nhiều người lớn tuổi rất thích tôi. Không phải cứ làm phim điện ảnh thì khán giả mới thích, nhiều người lớn tuổi chỉ xem phim truyền hình nên thấy tôi là họ rất vui. Làm phim với anh Hoàng Mập bao năm qua, tôi rất cảm ơn anh ấy vì coi tôi như bạn bè, gia đình, luôn hỗ trợ tôi. Cũng nhờ đó mà lần này tôi được trao giải về phim truyền hình tại giải Ngôi Sao Xanh. Đây là một trong những giải thưởng rất lạ với tôi. Trước giờ tôi đoạt hết các giải về MC, game show, giám khảo, YouTube, các kiểu, nhưng phim truyền hình thì bây giờ mới được. Nghệ sĩ Hoàng Mập cũng chia sẻ, tôi và Việt Hương là anh em nên không có chuyện góp vốn hay ăn chia lợi nhuận. Một khi đã mời Việt Hương là tôi muốn bỏ bao nhiêu tiền cứ nói một câu, Việt Hương cho mượn hết, tiền mượn thì tôi trả nhưng phim được lợi nhuận bao nhiêu tôi không chia. Có lần Việt Hương còn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của tôi nhưng ngay sau đó nói luôn, anh làm phim đừng căng thẳng quá, thiếu bao tiền em chuyển cho. Việt Hương nói thêm, thực ra phim nào có doanh thu anh Hoàng Mập cũng thưởng thêm cho tôi nhưng tôi không nhận số tiền đó. Dương Khánh Hà nhận được nhiều sự yêu thương từ người thân, bạn bè cùng người hâm mộ. Rằng sáng ngày 5 tháng 12, người mẫu Dương Khánh Hà và có tên thường gọi là Bunny qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 34 tuổi. Sự ra đi của cô để lại nhiều niềm tiếc thương cho gia đình, bạn bè và nhiều khán giả hâm mộ. Ngày 18 tháng 12, tang lễ của cô đã được cử hành tại Tư Gia ở thành phố Hồ Chí Minh theo nghi thức Đạo Tin Lành. Gia đình thông tin chỉ nhận hoa tươi, giỏ hoa, bó hoa và xin phép không nhận hoa tang, nhang đèn, bái lạy và phung điếu. Nhận được tình cảm của nhiều người, sau lễ viếng, anh Nhất Đông đã xúc động gửi lời cảm tạ, kèm lời tiễn biệt người vợ anh vô cùng yêu thương. Cúi đầu cảm tạ những ân tình và sự thương yêu, ngày 5 tháng 12 năm 2021, vợ tôi, Dương Khánh Hà, đã hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ và về bên Chúa. Và lúc 12 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021, lễ tang vợ tôi kết thúc với sự yêu thương của tất cả mọi người. Muốn biết một người đã sống như thế nào, hãy nhìn vào lễ tang của họ. Khánh Hà đã sống một cuộc đời đầy năng lượng, nhiệt huyết và sự vui vẻ lạc quan và là một người hết mình trong công việc, hết mình trong các mối quan hệ bạn bè, anh chị em. Vì thế, trong những ngày qua, những giỏ hoa, bó hoa được gửi đến Khánh Hà như một lời tiễn đưa, một lời chia buồn hay một lời động viên an ủi. Lặng lẽ bên Khánh Hà những ngày vừa qua, tôi được nghe nhiều câu chuyện, những việc làm của Khánh Hà qua lời kể của những người yêu thương vợ tôi. Có câu chuyện tôi đã biết, có câu chuyện tôi chưa biết, nhưng tất cả câu chuyện đó đều có một điểm chung là Khánh Hà đã sống rất đẹp, sống hết mình và tràn đầy sự tự tin. Và tất cả mọi người, dù đến nay không đến được, đều nhớ và yêu thương Khánh Hà, dù Khánh Hà đang ở đâu, ở thế giới nào hay ở trên thiên đàng nào khác. Cảm ơn các cô, bác, chú dì và các anh chị em, bạn bè thân hữu đã đến và gửi hoa, gửi lời thương tiếc đến Khánh Hà. Dù có mặt tiễn đưa hay gửi lời thương tiếc, tôi đều trân trọng và cúi đầu cảm tạ. Cảm ơn những lời động viên, thăm hỏi và sẻ chia trong những tháng ngày mất mát này. Gặp nhau trong một thời đã khó, xa nhau là một điều khó hơn. Chúa đã đưa Khánh Hà đến với tôi, đến với chúng ta như một món quà, một điều may mắn giữa những mối nhân duyên trong cuộc đời này. Xin khắc ghi trong tim tất cả những tình cảm của tất cả mọi người, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi và những người bạn, những người em, người chị sẽ tiếp nối những gì mà Khánh Hà đang còn tâm huyết để hoàn thành và phát triển, để Khánh Hà sẽ luôn vui vẻ dù ở nơi đâu. Chúng tôi mong đây là điều cuối cùng có thể làm cùng Khánh Hà, chồng cố người mẫu viết.
Dương Khánh Hà sinh năm 1987 và từng du học tại Úc. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu vóc dáng ngoại cỡ nhưng lại rất tự tin mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Chính sự mạnh dạn đã giúp cô trở thành người mẫu ngoại cỡ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam và có phát ngôn gây chú ý. Tự ti thì mới hay thu hút những lời chê bai, còn đã tự tin rồi, chẳng ai chê mình nữa. Trước khi qua đời, Dương Khánh Hà chính là người sáng lập trường âm nhạc và nghệ thuật Guri, thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn điều trị cho những trẻ mắc bệnh tâm lý. Đồng thời cô còn là host của loạt chuỗi workshop và party dành cho chị em phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Tức Việt. Nếu thấy bản tin hay hoặc có những lời góp ý cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác.